Đây nè cả nhà, bữa hổm mình làm cái ươm mạ đó cả nhà, ươm lúa giống đó, bây giờ nó lên mạ như vậy nè cả nhà. Thì ông xã mình ổng lấy hết mớ ổng trồng rồi mà mình không có ở nhà, không có đúng ngay cái ngày của mình nghỉ. Ông xã mình ổng trồng nó không có đúng ngay ngày nhà mình nghỉ ở nhà đó, nên là ổng trồng xuống mình không có quay được đó cả nhà. Đó, mạ nó thành dĩ dĩ như vậy đó. Và ở đây mình đi ra mình quay cái cảnh ông xã mình xới đất, thì ở đây nó có cái cây dâu tầm á cả nhà. Đó, trái dâu tầm á. Đó, nè cả nhà, trái dâu tầm. Đó, nó chín rồi đó cả nhà. Cái này là người ta hái ngâm rượu á cả nhà. Ngâm rượu trị nhức mỏi. Đó. Nhiều lắm ha. Ngon cả nhà. Ăn nó chua chua. Mình mới đi nhổ hành, củ hành về cho mình ghé luôn. Thấy ông xã còn đang xới đất á, nên là mình ghé. Cái mặt nó đỏ hết trơn. Mình ghé mình quay tí xíu cho cả nhà xem cảnh xới đất, chứ để không thôi là mình không có cơ hội để quay á cả nhà. Hôm nay là cuối tuần á, nên là mình tranh thủ. Chứ qua tới thứ hai là mình không có quay được mấy cái cảnh của ông xã mình làm. Nó không có trúng cái ngày á. Ăn cái trái này nó chín quá, nó ngọt quá. Trái dâu tầm á cả nhà. Ăn hồi chắc cái lưỡi làm đồng người nó dơ bụi không à. Để mình quay cảnh ông xã mình cho cả nhà xem nha. Hello cả nhà, Hương Hạnh được đón cả nhà đến với kênh YouTube Viễn Tự Do Cuộc Sống của Người Việt Nam Sống Tại Hàn Quốc ha cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem cái cảnh mùa trồng lúa như thế nào ha. Nhưng mà mình chỉ quay, mình không có quay được cái cảnh trồng ở cả nhà. Đó, cái phong cảnh ở đây đẹp ghê không cả nhà. Mình không có quay được cái cảnh ông xã mình trồng lúa, nhưng mà ông xã mình đang xới cái đất để chuẩn bị cho cái mùa trồng lúa này đó cả nhà. Cái đó là mạ đó cả nhà. Đó, khúc xanh đằng đó là mạ. Mời cả nhà xem video vui vẻ nha. Mình không có quay được cái cảnh trồng lúa, bởi vì mình đi làm công ty á, ông xã mình ở nhà trồng á, mình không có canh được để mình quay ha cả nhà. Mình chỉ quay cái khúc mà ông xã xới đất rồi này kia như thế nào đó. Vì mình chia sẻ một tí xíu về cái lúc mà mùa hè bên đây là trồng cái gì đó, trồng xuống như thế nào đó cả nhà. Mà mời cả nhà xem video vui vẻ nha. Nè, bây giờ ông xã mình đang xới cái đất đó cả nhà. Đó, cái tiếng máy của cái máy xới đất đó, cái tiếng của máy xới đất nó hơi ồn một tí xíu đó, cả nhà thông cảm cho mình nha. Quay gần một tí xíu cho cả nhà xem. Ở đây là cái bờ mà người ta trồng củ hành đó cả nhà, củ hành tây á, mà người ta chưa có thu hoạch đó cả nhà. Điện cái tháng này là người ta phải nhổ củ hành nè cả nhà, coi như là có đất là người ta sẽ tranh thủ, người ta tận dụng hết á, coi như là nhổ. Bắt đầu tháng này là nhổ củ hành xong á là bắt đầu
đất nó trống rồi bắt đầu người ta đưa nước xuống, giống như của ông xã mình đang ấy gì nè đó, người ta đưa nước xuống với ruộng đó đó, xong rồi bắt đầu là người ta trồng cái lúa xuống đó. Bây giờ nó còn nó, bây giờ người ta chưa có thu hoạch, chừng vài bữa nữa là người ta thu hoạch đó. Bắt buộc là tháng này là phải thu hoạch nè, đầu tháng 6 này là phải thu hoạch đặng trồng lúa xuống đó, là coi như người ta không có bỏ trống ruộng ruộng ha cả nhà, người ta không có bỏ hoang ruộng, người ta tận dụng hết. Nhổ củ hành xong là bắt đầu chuẩn bị hả, đưa nước xuống rồi xới đất, giống như ông xã mình đang xới cái là người ta hả trồng lúa trở xuống đó, tận dụng vậy đó. Tại vì bên đây á, mùa nóng á, không có được bao nhiêu á cả nhà, mùa lạnh thì nhiều, mùa nóng thì ít, nên là hả có đất mà người ta tận dụng hết, trồng được mùa nóng, cái mùa nóng trồng được cái gì là người ta sẽ tận dụng trồng hết ha. Thì ông xã mình cũng đang xới đất á đó. Đó cả nhà, xới đất cho nó xốp đất rồi bắt đầu mới đưa mạ xuống trồng. Mình quay cho cả nhà xem vậy thôi, mà khi mà chắc trồng lúa xuống chắc mình không có quay được á cả nhà đó. Thì mình cũng nói sơ cho cả nhà biết là ở bên đây cái mùa hè này là như vậy nè đó, là mùa này là trồng lúa xuống là tới tháng 10, tới giữa tháng 10, giữa tháng 10, cuối tháng 11 là bắt đầu gặt ha cả nhà, bắt đầu gặt lúa. Gặt lúa ai trồng ăn thì ăn, còn cái nào bán thì người ta đưa thẳng vô dựa luôn, đưa thẳng vô dựa bán luôn, là có dựa thu mua. Anh chú tự tế ơ, ai đó sớm mốt ấy ơ, anh chú tự tế ấy ơ. Mốt hết sơ rồi. Chị ra ai đó sớm mốt hết kìa. Cái chú này chú chọc ghẹo, chú nói là sao không mang thức ăn ngon cho chồng. Mang thức ăn ngon cho chồng đi, mình nói là chồng tự biết, ông xã mình tự biết đi ăn xong rồi ra làm tiếp. Thôi mình quay tí xíu cho cả nhà biết là như đây ha, chắc là mình không có quay được cái cảnh ông xã mình trồng lúa, tại vì mình mất đi làm công ty rồi ông xã mình làm thì ban ngày, rồi mình về là hết rồi, mình về là ông xã mình xong rồi cả nhà, là trồng xuống xong rồi, nên là mình không có canh để quay được đó, nó không có đúng cái thời điểm để quay được, nên là mình cả nhà